chiều miêu với chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mang gặp lại chúng vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy còn nhớ em không? Người học trò 10 năm trước. Từ những ngày đầu gian khó, thầy và trò đào ao vượt thổ xây dựng trường. Và từ bãi đất hoang xưa, môi trường dần hình thành, trở thành điểm sáng về văn hóa giáo dục trong khu vực và là nơi đi về của bao lớp lớp các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên cùng các thế hệ học sinh nhà trường. Với góc độ một học sinh cũ của nhà trường, chúng ta tự hào về một thời cắp sách đến trường. Bao hình ảnh thầy cũ, bạn xưa sao mà đẹp đến thế? Với góc độ một cán bộ giáo viên của nhà trường, mỗi chúng ta thấy cần nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn nữa trong việc dựng xây và phát triển nhà trường. Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các thế hệ học sinh nhà trường, muốn tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1976-2016. Đây sẽ là dịp thật tốt để chúng ta gặp gỡ, ôn lại tình cảm đặc biệt, tri ân thầy cô, mái trường, bạn bè, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử truyền thống, mở ra một trang phát triển mới của nhà trường. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút, quên bài, ngày nào rơi chừng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Ngày 4 tháng 1 năm 2016, Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B đã có tờ trình số 05TT-TNB báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc xin phép tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1976-2016. Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã có ý kiến đồng ý về chủ trương tổ chức kỷ niệm của nhà trường, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn trường triển khai thực hiện. Sau đó, trường đã báo cáo đề xuất sơ bộ tổ chức như sau. Thời gian: 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2016. Địa điểm: Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B. Ngày 12 tháng 11 năm 2016, buổi sáng làm công tác chuẩn bị. Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ đón tiếp khách mời các thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh các khóa, lớp cựu học sinh gặp gỡ tọa đàm nội bộ, cắm trại từ 17 giờ đến 19 giờ, mời cơm thân mật nội bộ các thế hệ cán bộ giáo viên và đại diện các thế hệ học sinh. Từ 19 giờ đến 22 giờ, đêm gala giao lưu văn nghệ gặp gỡ các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh. Ngày 13 tháng 11 năm 2016, tổ chức lễ kỷ niệm. Từ 7 giờ đến 8 giờ, đón khách mời. Từ 8 giờ đến 9 giờ, văn nghệ chào mừng. Từ 9 giờ đến 11 giờ 30, lễ kỷ niệm, diễn văn kỷ niệm, công bố và trao các quyết định thi đua khen thưởng, phát biểu chúc mừng, tặng hoa, quà, chụp ảnh lưu niệm, dự tiệc giao lưu. Các vị đại biểu khách mời, các thế hệ cán bộ giáo viên, đại diện các thế hệ học sinh. Nghe quá đắng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không? Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi cũng mong muốn nhận được những cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên, các thế hệ học sinh của nhà trường. Và chúng tôi cũng xác định đây là một dịp rất là tốt để gặp gỡ, tri ân nhà trường, tri ân các thầy cô giáo. Với cái tình cảm sâu sắc đối với lại nhà trường, chúng tôi là những thế hệ học sinh rất mong nhận được cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên cũng như là các em học sinh trở lại trường. Tôi tin rằng đó sẽ là một ngày hội lớn và sẽ đi vào lịch sử nhà trường. Ôi mặt khác của cô khiến tự nhiên ra là ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học
cho 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, ừ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chương quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, trường mặc thêm áo mới mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, ừ hôm nay lại quên mất quên bài. Đó là mời rồi, nhưng công chí không đến thì cũng đòi. Chúng tôi trân trọng dự kiến nguồn kinh phí và kêu gọi các thế hệ cán bộ giáo viên, các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài địa phương, học sinh và cựu học sinh ủng hộ lễ hội. Tổ chức sự kiện 1 tỷ đồng, xây dựng quỹ khuyến học. Chúng tôi mong muốn tạo được nguồn tài chính lớn nhằm động viên cán bộ, giáo viên có thành tích trong giảng dạy, công tác, động viên khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện, công tác và giúp đỡ những học sinh có nhiều khó khăn vươn lên. Xin vui lòng gửi về tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trực Ninh số 3215-201-005-241. Ban tổ chức xin trân trọng lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng chương trình tổ chức lễ hội để bổ sung cho kỷ yếu và giàu thêm phòng truyền thống nhà trường. Chúng tôi mong muốn tiếp nhận những thông tin của tất cả các thế hệ cán bộ giáo viên và cựu học sinh nhà trường, đặc biệt những kỷ niệm, kỷ vật về thầy cô giáo và mái trường của chúng ta. Xin vui lòng liên hệ thầy hiệu trưởng Trần Văn Khẩn, số điện thoại di động 0988-682-188, điện thoại cố định 0350-628-6999, email thpt.trucninhb@namdinh.edu.vn. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mong quá đi thôi.